Quay rồi. Con đứng đây chờ nội, nội đi vô tắm mà nội ra nha. Dạ. Con không có đi đâu nha. Cam này chứ. Như nghệ sĩ rồi ở trong đó hay sao? Ê, ca sĩ gì đó mà không biết rồi. Không tốt thì lại khó ấy quá. Lúc có người
Các con chỉ tài là con vàng vàng to to kìa. Hay quá ha. Con nào mày cần sẽ xỉa đâu chỉ tài á. Rồi con này chắc bà Việt Hương nè bạn ta. Để chắc luôn. Xuống em tập. Cô đẹp quá đi chuyện nữa. Con quay video lại tối rồi con. Con màu vàng kia nó nổi lên ta. Ồ, cháu quá đẹp. Mập như chỉ tài quá mập. Con lành cành đào không? Quay rồi. Nè, quay nè.
Phải cá coi mà anh. Cá coi đó. Sao nó to ghê vậy? Cá coi nó to hơn đây nữa chứ. Cá coi là cái gì? Cái chép coi á, mà gọi là cá coi Nhật Bản á. Đừng giảm lên cỏ giúp em luôn nha. Thông cảm giúp em vì có chữ anh chị làm được nha. Cá chép Nhật. Đẹp Nhật. Không biết nó nghe đồn vậy. Sao mình to ghê ta? Đâu nãy giờ em nghe mấy anh chị kêu đồn. Em mà đi anh chụp được. Còn tí nữa tôi đi xuống mà anh vào luôn. Lại vậy đúng không anh? Quăng cho nó bơi đó. Cái vàng to này anh, cái vàng này anh. Cái vàng dưới này nè, nó to nhất đó. Đó, này, nó to đó. Con đó tên Linh đó. Linh. Kêu Linh nó chạy lại đây quá trời luôn kìa. Con nào cũng của Hồi Linh hết. Chắc luôn. Nhưng mà sao kêu con nào tên Linh nó cũng chạy lại vậy chị? Để cho Chí Tài, Diệt Hương này kia lên hết á. Thì không? Thì con nào chạy tới hả? Chí Tài. Đó. Hay chưa? Em nói chắc con Chí Tài là con vàng vàng to to kìa. Kìa hay quá ha. Con nào mày sẽ đâu Chí Tài á. Rồi con này chắc bà Việt Hương này bạn ta đây chắc luôn. Chảo ghê không? Nếu đứng từ sáng giờ đây có thấy không? Có cần câu không mày? Có cần câu không? Tao qua xuống tao lấy mấy con về tao hầm. Cái đầu này có cái bớt màu đỏ. Nó có cái tên riêng đó mà. Cá nuôi ai muốn câu thì câu. Câu con bự thì lấy, câu con nhỏ để lại.